Tiếp mục Cà phê đời sống ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được bàn luận đến một câu chuyện khiến rất nhiều người quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, đi lễ tại đền chùa từ lâu đã trở thành một cái nét văn hóa phong tục ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam chúng ta rồi. Trong đó, cái vấn đề tiền công đức, tiền giọt dầu là một nét văn hóa mang ý nghĩa đẹp và góp phần xây dựng cũng như là tu bổ các đền chùa. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua thì vấn đề tiền công đức tài trợ từ thiện lại tiếp tục nóng trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là trong năm 2022 vừa qua, thưa quý vị. Nhiều vụ việc tranh cãi nè, giành giật nè, rồi mất cấp tiền công đức tại các cơ sở tôn giáo gây mất an ninh trật tự đã xảy ra ở rất nhiều các địa phương và từ đó để lại cho chúng ta rất nhiều những bài học về công tác quản lý cũng như là sử dụng cái khoản tiền này đó. Và mới đây thì Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho hoạt động lễ hội. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 3. Đây được coi là văn bản pháp lý quan trọng góp phần quản lý minh bạch tiền công đức tài trợ nhưng mà vẫn không gây cản trở các hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng. Vậy thì người dân kỳ vọng gì trước thông tư này? Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC9. Tôi cho rằng là nếu như đi chùa thì cái tiền công đức cũng sẽ vẫn như thông lệ là mỗi người thành tâm, bởi vì cũng có người thì họ sẽ chỉ học sinh sinh viên á, nếu các bạn để ý thì cũng sẽ chỉ là 1.000, 2.000, người có điều kiện thì có thể là vài 300.000, thì cái đây cũng là tùy tâm, cho nên nếu mà để quản lý thì cũng rất là khó khăn, bởi vì nếu như mình ghi sổ là 1.000, 2.000 chắc cũng khó. Tuy nhiên thì cũng có nên có cách quản lý, bởi vì hiện nay cái hoạt động công đức cũng một số chùa thì tôi thấy là cũng hơi không được đưa vào quản lý một cách chặt chẽ lắm, bởi vì thứ nhất là đặt rất nhiều các hòm công đức, một số nơi tôi đi đặt rất nhiều các hòm công đức, và vậy thì thực thu của họ bao nhiêu thì thực tế là cũng không quản được. Và một số chùa thì lại là do tư nhân xây, một số công ty tư nhân xây nên, và họ như vậy thì có vẻ như là kinh doanh, và kinh doanh như vậy họ sẽ trốn được thuế, nên là quản lý vào một mối để mà dễ trông nom cho nhà chùa hoặc là của nhà nước. Chứ còn thì nếu như mỗi người một đồng mà thả tất cả như thì cũng không ai quản lý được. Cho nên đồng thời là tôi cũng nhất trí là quan điểm để vào một mối. Phải công đức minh bạch xem là được bao nhiêu tiền và số tiền đi sửa chữa được cái gì, ví dụ thế. Ví dụ trước thì mình cũng hay đổi tiền lẻ, cứ đặt 1.000, 2.000 hay vài nghìn thì cảm thấy nó lắt nhắt mà nó lại đổi xong lại đổi 10 ăn có bao nhiêu cái loại kia nó mất hay. Thì thôi mình cứ đưa một cục luôn. Ví dụ mình công đức hoặc 50 hay 100 là mình vào sổ luôn. Thì cái đấy là thì nhà chùa người ta quản lý được. Em nghĩ là cái này có nên nhưng mà hơi khó, bởi vì là cái này là cũng là do cái thói quen của mọi người từ trước đến giờ ấy. Ví dụ như là mình chỉ đi vào đầu một nơi thôi thì mình dễ kiểm soát, nhưng mà em nghĩ là nó hơi khó. Tiền công đức đó thì mình nên quản lý minh bạch, công bố cho toàn dân biết. Ví dụ một cái chùa đấy thì là nên là tiền công đức hôm nay công đức bao nhiêu người công đức, mà công đức được là bao nhiêu, tổng số là bao nhiêu, thì cũng nên thế để cho cái sự ban quản lý để người ta nắm được, người ta chặt chẽ hơn về những cái chuyện tiền. Tiền công đức mọi người khách thập phương đến thì bà muốn là phải rõ ràng minh bạch tên người ta, vì địa chỉ người ta ở, ví dụ như thế, công khai lên, hoặc là nói ví dụ như là ghi vào để cho người ta biết, lần sau người ta lại có tấm lòng đến thì người ta lại bỏ vào công đức cho mọi người thấy, như thế người ta đều phải học tập. Vâng, thưa quý vị, có thể nói liên quan đến thông tư do Bộ Tài chính vừa ban hành về việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa đình chùa trên toàn quốc thì cũng đã và đang nhận được rất nhiều những sự đồng thuận lớn từ mặt công chúng, khi mà thông tư này hướng đến việc mang lại tính công khai nè, tính minh bạch cho các khoản công đức giọt dầu tại các đình chùa, nhất là khi trước đây đã có rất nhiều những vụ việc tiêu cực liên quan đến vấn đề này xảy ra. Tuy nhiên, câu chuyện là làm thế nào để quản lý nè, để thông tư thực sự đi vào thực tiễn, vấn đề này có lẽ là không chỉ nằm một sớm một chiều được giải quyết, bởi vì thói quen của người dân cùng với việc quản lý tiền bạc tại các di tích tâm linh vẫn là một vấn đề rất nhạy cảm hiện nay. Là một ngôi chùa tại Hà Nội đang triển khai xây dựng cũng như hoạt động kêu gọi tiền công đức xây chùa, trụ trì chùa Phúc Sơn, Gia Lâm, Hà Nội, khi đón nhận thông tin về việc quản lý tiền công đức giọt dầu của nhà nước, bên cạnh niềm vui cũng có nhiều trăn trở. Quý vị biết rằng là một vị sư trụ trì trong chùa, thì khi mà người ta tiếp xúc vị sư đó, người ta tin tưởng, bởi vì đó là sự phát tâm cúng dường từ tấm lòng của họ. Nếu mà nhà nước bảo là quản lý vấn đề đó, thì chắc chắn cùng chúng họ sẽ không đến chùa đó bỏ vào thùng Phước Sơn đâu,
mà tôi theo tôi nghĩ họ sẽ được trực tiếp vị chủ trì là bởi vì họ xin cúng dường thầy và cho thầy là quà tặng thì thầy được quyền nhận, chứ không thể nào mà bỏ vào để cho một bộ phận nào đó quản lý. Thì đứng trên phương diện của chính phủ, tôi cũng rất hài lòng về văn thư đó, hài lòng trên một góc độ nào đó, ví dụ như những chỗ di tích, những tổ mà không có sư ở và được người dân tự quản lý thì nhà nước nên quản lý số tiền đó để minh bạch rõ ràng. Quản lý đi đôi với xây dựng, câu chuyện niềm tin của người dân vào tiền công đức hay yếu tố thói quen văn hóa tiêu tiền lẻ cũng đã và đang khiến cho tính khả thi của thông tư 04 nhận về nhiều lo ngại. Thông tư này đưa ra về mặt cần thiết thì chúng ta nhìn nhận về tương lai là cần. Nhưng mà cái tính khả thi của nó và có áp dụng được không thì tôi nghi ngờ lắm. Tại vì thứ nhất là có lẽ là chính các cái địa phương chả ai muốn minh bạch cả. Họ muốn tiền mặt. Cái thứ hai thì là người dân của chúng ta thì thực sự ra vẫn đang sử dụng cái văn hóa tiền mặt rất là nhiều. Và vì vậy cho nên là cái gì mà tiện hơn thì họ cũng sẽ làm. Và vì thế cho nên là cái thông tư này đưa ra, quan điểm cá nhân của tôi nghĩ đấy là một cái sự nhìn trước tương lai. Nhưng mà chưa rõ một chút cái cơ chế sẽ triển khai như thế nào và cái tính khả thi của nó ra sao. Chúng ta hiểu những cái lo ngại của xã hội về cái việc là cái tiền công đức ấy, nó khá là đa dạng, khá là phức tạp. Ở các cái di tích khác nhau, ở các cái lễ hội khác nhau, thuộc các cái sở hữu khác nhau. Chính vì thế nên là quản lý nó rất là khó khăn. Và đó cũng là những cái vấn đề mà chúng ta đã gặp phải trong việc quản lý tiền công đức trong suốt những cái năm vừa qua. Mang ý nghĩa lớn khi giúp số tiền công đức trở nên minh bạch, cũng như các hoạt động tôn giáo không rơi vào tình trạng lệch chuẩn. Tuy nhiên, con đường hiện thực hóa thông tư 04 vẫn còn nhiều thách thức nếu vẫn còn tính chung chung và không có những hướng dẫn thực hiện thông tư cụ thể. Để cái thông tư 04 này nó đi vào thực tiễn cuộc sống và nó có hiệu quả, chúng ta phải làm rất nhiều điều nữa. Ví dụ như là trong thông tư 04 thì chúng ta biết là nhà nước sẽ không quản lý tiền công đức, và cái tiền công đức này sẽ giao cho các cái cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Thì nhà nước sẽ phải đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong cái việc là thanh tra kiểm tra các cái vi phạm này. Thêm vào đó, thông tư là như vậy, nhưng để thông tư có thể cụ thể hơn với các loại hình di tích khác nhau, với các chủ sở hữu khác nhau và các cái đối tượng khác nhau nữa, thì chúng ta phải cụ thể hóa hơn nữa ở các cái quy chế sử dụng tiền công đức ở các cái di tích cụ thể. Được biết liên quan đến vấn đề này, mới đây Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có kế hoạch kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên toàn quốc, với thí điểm đầu tiên từ tỉnh Quảng Ninh. Hy vọng với các kinh nghiệm thực tiễn, thông tư 04 sẽ được hoàn thiện, đi sâu vào cuộc sống.